Sáng nay tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh An Giang và Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Đảng ủy, Hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối. Tại hội nghị, Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang đã thông tin về cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động của Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, củng cố tổ chức hội, hoạt động liên kết hội viên, tình hình hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh những thuận lợi, hai hiệp hội còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp vẫn xác định nên duy trì hoạt động của Đảng ủy Hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối, vì đây chính là cầu nối giữa doanh nghiệp với đảng và chính quyền các cấp. Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tạo kết nối trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh.